Vâng, xin chào các anh chị các bạn, xin chào và chúng ta sẽ tiếp tục video trong cái khóa học về Content Marketing, cái kỹ năng viết và làm nội dung để cho việc bán hàng dành riêng cho các cái đại lý, các cái đối tác và những cộng tác viên của Mobifone. Và tên tôi là Phan Anh. Trong video bài học này thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái quy trình gồm 16 bước để các bạn có thể viết được nội dung và các bạn có thể viết được nội dung quảng cáo để bán hàng. Được chưa ạ? Vâng. Thế thì ở đây để tôi đưa ra 16 cái bước này để chúng ta làm theo cho nó dễ. Bởi vì là làm video quảng cáo cũng như là làm nội dung quảng cáo, đăng bài, viết bài trên web, trên page thì chúng ta đều luôn luôn trả lời cho câu hỏi là cái nội dung đó chúng ta sẽ làm như thế nào. Và bản thân các bạn là những người bán hàng, các anh chị là những người bán hàng chứ không phải là các chuyên gia về những viết lách, giống như là các bạn học học viện báo chí, giống như là nhà văn, nhà thơ, đúng không ạ? Kiểu như vậy thì các bạn có khả năng sáng tạo, sáng tác rất là tốt. Còn không thì các bạn cũng sẽ không có, đúng không ạ? Vâng. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục. Ở đây là tôi hướng dẫn cho các bạn theo quy trình, các bước. Còn sau này khi các bạn giỏi rồi thì các bạn không cần theo quy trình, không cần đủ các bước, được chưa ạ? Đây là một cái gợi ý để các bạn có thể viết nội dung, đăng trên web, đăng trên page, đăng trên Facebook cá nhân, hoặc là làm nội dung quảng cáo, đăng bài quảng cáo rất là tốt. Tôi cam kết rằng là cái nội dung này các bạn sẽ thấy rất là thú vị. Đầu tiên, bước số 1 là các bạn sẽ đưa ra các vấn đề của khách hàng. Bước số 1 là đưa ra vấn đề của khách hàng. Vậy thì các bạn sẽ viết ra khách hàng sử dụng sản phẩm và dịch vụ của mình hoặc là chưa sử dụng sản phẩm và dịch vụ của mình thì hiện nay họ đang gặp phải vấn đề gì? Liệt kê ra theo thứ tự từ lớn đến bé nha, theo thứ tự những cái vấn đề quan trọng nhất. Ví dụ nào, cụ thể này. Vấn đề thứ nhất là chẳng hạn như là gói cước giá cao. Tôi giả sử thôi, đúng không? Đấy là vấn đề của khách hàng gặp phải. Thứ hai là không có người chăm sóc, đúng không? Ví dụ thế. Thứ ba, đúng không? Hay là cái tiếp cận về mặt SIM số hay là tiếp cận về mặt cửa hàng quá là khó. Hay là họ đã bị lừa, họ đã mua những cái sản phẩm và dịch vụ không tốt. Cái lỗ hổng của thị trường, cái mong muốn, cái nỗi đau của khách hàng là gì? Thì xin mời liệt kê ra nhé. Viết theo cách liệt kê 1, 2, 3, 4, 5, viết ra. Không biết vấn đề của khách hàng là gì thì đi hỏi. Đi hỏi khách hàng, đi hỏi những người bán khác. Lên mạng, tìm, Google search. Vậy thì mình sẽ biết được là khi mình làm cái dịch vụ này của Mobifone, một cái dịch vụ cụ thể nào đó, từ SIM số đến gói cước cho đến các cái chứng chỉ chứng nhận hay là mobile money hay là các cái dịch vụ, rất nhiều các dịch vụ khác, thì trong từng dịch vụ đó thì nó sẽ có những cái vấn đề cụ thể. Thí dụ như với tôi nhé, đóng vai trò là một khách hàng, thì hiện nay tôi đang nói về cái dịch vụ mobile money, gọi là tiền di động đấy, đúng không? Thanh toán qua nền tảng di động. Thế thì tôi thực sự là vẫn nghe nói rất nhiều, tôi cũng rất là thông minh, tôi nghĩ thế. Và tôi cũng nghe trên truyền hình, trên báo chí, nhưng mà tôi chưa hiểu lắm là tóm lại là tiền di động là gì và tại sao tôi cần phải cài cái phần mềm của bạn lên, của Mobifone hay của những hãng khác, và tôi dùng nó để thay cho ngân hàng như nào, thay cho ví như thế nào, nó có lợi gì hơn không, nó có gì khác biệt hơn không, thì tôi chưa được truyền thông đến. Thế đấy chính là gì? Đấy chính là vấn đề của khách hàng. Tức là tôi truyền thông chưa rõ về sản phẩm, khách hàng không thích, chưa biết, khách hàng vẫn sử dụng cái app của ngân hàng để chuyển tiền, khách hàng vẫn dùng ví, mà cái thằng ví nó đang làm mạnh nhất là ví Momo, ví VNPay và một số những cái ví khác. Thế thì bây giờ tại sao tôi lại phải dùng tiền di động của các bạn? Bằng cách là các bạn nói rằng là tất cả những cái app điện thoại mà đang cài là app ngân hàng, là app ví, vân vân, hoặc là một số cái giải pháp thanh toán khác,
Xin mời là gì ạ? Ném đi như tôi đã nói một lần, và chỉ cần cài một cái phần mềm Mobile Money của MobiFone hay là của cái đơn vị khác là có thể đảm bảo được 100, thậm chí 200, 300% cái mong muốn của các bạn. 100% là tốt rồi, nhưng mà còn lên đến 120, 150, 300% nữa. Tức là phục vụ cả những cái nhu cầu mà bây giờ mà khách hàng chưa có, chưa biết. Các bạn hiểu ý tôi chưa ạ? Rồi, tóm lại là bước 1 là các bạn phải liệt kê ra vấn đề của khách hàng, viết liệt kê ra theo thứ tự từ lớn đến bé nha, gạch đầu dòng ra. Và làm thế nào để biết thì phải search Google, hỏi khách hàng, qua quá trình phục vụ khách hàng mình biết đấy là nỗi đau, đấy là điểm yếu, đấy là lỗ hổng thị trường. Vậy mình liệt kê ra thì sau này mình sẽ đưa cái nội dung đấy lên đầu tiên, thì khách hàng sẽ thấy rằng đó chính là vấn đề của họ. Và khi họ đọc, họ xem thì họ sẽ thấy rằng mình viết hay, viết đúng. Bởi vì gãi đúng chỗ ngứa mà, đúng không? Gãi đúng chỗ ngứa. Ok, bước thứ nhất. Bước số 2, bắt đầu chúng ta sẽ đưa ra giải pháp để giải quyết vấn đề đó. Được chưa? Thế thì bây giờ bạn đang gặp cái vấn đề là cài quá nhiều cái phần mềm ngân hàng. Bây giờ tôi có đến 5-6 cái thẻ ngân hàng tôi cài quá nhiều, tôi không nhớ nổi mật khẩu, xong rồi tôi lại cài 2-3 cái ví nữa. Đấy, thế thì tôi cảm thấy là quá nhiều, tốn dung lượng điện thoại, rồi phải nhớ mật khẩu nhiều mà cũng chẳng được trả lãi, vân vân. Rồi thanh toán nó cũng cứ mỗi một app lại vào thanh toán một thứ, mỗi một app lại vào thanh toán một thứ. Ok, vậy thì bây giờ tôi sẽ đưa cho bạn một cái giải pháp, đó là Mobile Money, tiền di động. Đó. Sau bây giờ khi mà bạn nói về cái giải pháp đấy, nó sẽ giải quyết được các vấn đề từ nỗi đau, từ hạnh phúc của khách hàng, giải quyết được. Thế sau đó thì các bạn sẽ làm gì? Các bạn sẽ đề cập đến cái sản phẩm hoặc dịch vụ của mình một cách cụ thể. Vậy thì lúc này bạn mới nói là cái Mobile Money nó là cái gì? Nó có những lợi ích gì? Nó có những đặc điểm gì? Nó có những sự khác biệt gì? Và chúng ta khi mà chúng ta viết thì chúng ta đề cập đến việc là chúng ta sẽ định lượng hóa nó lên. Nhá, đừng có viết chung chung. Giúp bạn nhanh hơn. Nhanh hơn là thế nào? Đúng không? Giúp bạn tiết kiệm hơn. Tiết kiệm hơn là bao nhiêu? Tôi muốn những cái thông điệp từ tính năng, từ lợi ích, từ giá trị, từ đặc điểm, từ sự khác biệt nha. Tìm ra sự khác biệt, so sánh sự khác biệt, nhưng kèm theo các yếu tố về định lượng. Đấy, luôn luôn kèm theo các yếu tố về định lượng, được chưa? Để thể hiện là của mình vượt trội. Ví dụ như tiết kiệm hơn 30%, hay là tốc độ nhanh hơn 10 phút, 5 phút, 7 phút, 1 tiếng, 2 tiếng. Đúng không ạ? Rồi thì hiệu quả công việc tăng lên gấp 5 lần, 3 lần, 2 lần. Đấy, cụ thể. Hay là doanh thu sẽ tăng lên 40%. Hay là mình không phải lo lắng về chuyện là mất mật khẩu, bảo mật rất cao. Đúng không ạ? Việc bảo mật rất cao ở đây là sử dụng chuẩn bảo mật gì? Đấy, nói có sách, mách có chứng, kèm theo các định lượng rõ ràng trong phần đề cập đến sản phẩm dịch vụ của mình. Đấy chứ ạ? Đây là chính là chúng ta sẽ nói một cách giới thiệu rõ ràng, chi tiết về sản phẩm dịch vụ của mình. Đấy. Bước 1 là vấn đề, bước 2 đưa giải pháp, bước 3 nói rõ là cái giải pháp đấy giúp ích được cái gì. Ok. Rồi, đến bước 4, bước 5 là chúng ta sẽ nói về các lợi ích mà khách hàng sẽ nhận được trong ngắn hạn và trong dài hạn. Ví dụ trong ngắn hạn, bạn sẽ tiết kiệm được dung lượng. Trong ngắn hạn, bạn sẽ không phải nhớ mật khẩu, bạn sẽ không phải vào nhiều app, bạn sẽ không phải lo lắng về quản lý tài chính, thì cái app của tôi nó giải quyết hết. Nó sẽ thống kê ta đã thanh toán bao nhiêu, ta đã chi tiêu bao nhiêu, rồi thì doanh thu của ta như thế nào, rồi thu nhập của ta ra sao, và hiệu suất sử dụng tài chính, chúng ta có quản lý được tài chính tốt hay không. Bởi vì ngoài cái chuyện là Mobile Money thanh toán ra, thì ta còn cho họ những cái app của chúng ta có những cái tính năng mà giống như là quản lý tài chính cá nhân, rồi quản lý hàng hóa trong kinh doanh giả sử thế. Hoặc là chúng ta cũng sẽ biết được là phải tiết kiệm ở những khoản nào và đưa ra những cái cảnh báo về tài chính. Đấy. Ví dụ như thế thì ngoài cái chuyện dịch vụ chính ra thì chúng ta phải tạo thêm các cái giá trị gia tăng khác cho khách hàng trong một cái app, trong một cái ứng dụng của chúng ta. Đấy. Hoặc là chúng ta để tiền trong tài khoản Mobile Money
thì nó còn được sinh lời. Ví dụ bạn có thể trả lãi suất không kỳ hạn bao nhiêu phần trăm đó một năm, bạn có thể là được mua hàng giảm giá khuyến mại, bạn có thể được tặng những cái chương trình VIP, ví dụ như là đi ra sân bay, ví dụ như là vào những cái chỗ đánh golf, ví dụ như là vào các rạp chiếu phim, bạn có những cái chỗ VIP hơn. Tôi lấy thí dụ như thế, đấy là những cái lợi ích khách hàng sẽ nhận được ngay và những lợi ích khách hàng nhận được trong tương lai. Trong tương lai thì bạn tiết kiệm được chi phí, bạn mua được nhà, bạn có được sức khỏe, bạn nhàn đầu, vân vân. Đấy, bạn an toàn, bạn được bảo mật, vân vân, rất nhiều thứ. Hay là đối với, ví dụ như tôi nói dễ hiểu hơn là đối với tập luyện đúng không ạ? Thì cái tích cực là mình sẽ ăn no ngủ kỹ. Nhưng mà cái dài hạn đó là sức khỏe, đó là tuổi thọ, đó là cái sự trẻ trung của mình. Ví dụ thế, đúng không? Ok. Bước số 6 là chúng ta sẽ tặng quà cho khách hàng. Thì cái này chúng ta quay lại cái phần đợt trước mình học về quảng cáo ấy, đúng không? Thì chúng ta sẽ có những cái phễu quà tặng gì, khuyến mại gì, giảm giá gì, tặng quà sản phẩm gì. Đấy, rồi thì cho người ta tiền như thế nào. Đấy, ví dụ bây giờ là bảo là cài một cái app Mobile Money lên cho 1 triệu, thế nhưng mà 1 triệu đấy cho như thế nào? 1 triệu đấy lại là một đống các voucher khắp nơi thì bây giờ người ta không thích. Nào thì cài cái app này Mobifone này cho đi lấy cao răng miễn phí, cho đi spa miễn phí, cho đi cái gì gì đấy thì người ta không còn thích nữa. Nhưng mà 1 triệu đấy bây giờ là gì? Đi nhà hàng được thanh toán ngay, ok, rất thích. Trừ thẳng vào cước điện thoại, ok, rất thích, đúng không? Đấy, nó phải có cái giá trị trừ thẳng vào cước, internet, rất thích. Thì người ta mới vì cái lợi ích đó người ta mới cài. Thế lại cho toàn những cái đi spa xong đến đấy lại đội spa lại 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 upsell thịt thêm tiền của chúng ta. Đi làm răng thì lấy cao răng xong lại nhổ răng sâu lại up thêm tiền của chúng ta. Thì bây giờ các cái voucher nó người ta không còn mốt nữa rồi. Đấy, 10 năm 15 năm trước giảm giá mấy voucher nó còn hiệu quả, bây giờ thì các voucher gần như là không hiệu quả mấy. Được chưa? Đấy, tặng quà ok nhá. Tiếp theo đấy là chúng ta sẽ nói về vấn đề giá bán hiện tại. Tại sao ta lại phải có vấn đề giá bán? Bởi vì là trong cái quy trình 16 bước của tôi ấy, thì các bạn sẽ có rất nhiều các cái bước giá, thường là từ 2 đến 3 bước. Giá bán hiện tại ví dụ 1 triệu xong nó gạch đi, đúng không ạ? Thì sau đó thì các bạn chỉ còn có 800.000 thôi, đấy là giá khuyến mại. Xong đó nếu mua hàng ngày hôm nay thì chỉ còn có 600.000 thôi, thì đấy là giá bán cuối cùng. Các bạn hiểu ý tôi không ạ? Đó. Thế thì cái bước tiếp theo là chúng ta sẽ nói về giá bán, và sau này một số bước nữa thì chúng ta sẽ nói về giảm giá, lý do giảm giá và giá chốt đó, và chúng ta phải công khai minh bạch với khách hàng, đúng không? Công khai minh bạch. Thí dụ như hiện nay là các cái đơn vị như là Mobile Money thì muốn khách hàng cài app, thế nhưng mà lại lại thu cái phí giao dịch cũng mười mấy nghìn, 20.000, rất là vô lý, rất là vô lý. Thế thì không, tôi không thích, đúng không? Tôi thấy cài lên mà tôi bị mất tiền thì tôi không thích cài. Mặc dù các bạn có thể cho tôi cả 1 triệu nhưng mà tôi lại không thích mất mười mấy nghìn. Thà là bạn miễn phí, sau đó mỗi một lần phát sinh giao dịch bạn bạn thu tiền, đúng không ạ? Hoặc là bạn có thể là cầm được cái tiền gửi của họ miễn phí ở trong đó, bạn không phải trả lãi. Đấy, bạn phải bỏ con săn sắt bắt con rô phi. Chứ còn bạn người ta cài lên tự dưng một tháng người ta mất 15 20 nghìn thì người ta không thích, đúng không ạ? Đấy, tôi nhổ ngay khi mà tôi dùng cái ứng dụng Mobile Money cái tôi thấy bị mất tiền tôi nhổ ngay, tôi hủy hết. Đấy, rất nhiều các ứng dụng cài ngầm và thu tiền của khách hàng một cách không thỏa đáng. Đấy, thì các bạn cũng hết sức lưu ý về điều đó. Đấy, còn chiến lược của bạn thì tôi không quan tâm, đúng không? Tôi chỉ đang nói về góc độ khách hàng. Rồi, tiếp theo bước số 8 đó là chúng ta sẽ nói cho khách hàng biết lý do vì sao sản phẩm và dịch vụ của chúng ta rẻ hay là chúng ta có ưu đãi. Ví dụ như là chúng ta nhân dịp ngày quốc tế thiếu nhi, nhân dịp một ngày khai trường, nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày thành lập công ty, nhân dịp tri ân khách hàng vân vân, nhân dịp Việt Nam vô địch vân vân, có rất nhiều lý do để các bạn có thể đưa ra. Và sau đó thì chúng ta cũng sẽ đưa ra cái bước giá ưu đãi, như tôi đã nói phần bước trước, đúng không?
Và đặc biệt là chúng ta sẽ phải nêu ra những cái giới hạn và điều kiện để ưu đãi. Ví dụ như là chỉ áp dụng với 100 người đầu tiên, chỉ áp dụng trong tuần đầu tiên và chỉ áp dụng đối với những khách hàng có tên là A, tên là B. Tại sao chúng ta phải đưa ra các điều kiện ưu đãi? Bởi vì là con người mà người ta luôn hành động trong những cái điều kiện gắt gao. Ví dụ như là mình cho người ta thì người ta lại không lấy, thế nhưng mà mình lại bảo là chỉ dành cho 10 người đầu tiên, 20 người đầu tiên thì người ta lại thấy là người ta lại được hơn người khác. Cái cảm giác như thế người ta lại thích. Đấy, tôi lấy thí dụ đúng không ạ? Nhưng thực tế là mình có thể cho nhiều hơn. Đó, đưa ra những điều kiện, cách thức, phương thức để nhận được cái ưu đãi này. Và mình cam kết những cái gì đó rất là tốt, là rất là rõ ràng, minh bạch cho khách hàng. Thế thì cái điều kiện là gì mình ngồi lại viết ra, liệt kê tiếp ra 1 2 3 4 5. Nha, giải thích rõ ràng và dễ hiểu. Đấy. Và quan điểm là cho đi trước, cho họ dùng, họ trải nghiệm trước. Đến khi họ thấy ok rồi thì họ sẽ mất phí họ cũng ok, mất tiền họ cũng ok. Đúng không? Còn bây giờ chưa thì đừng có đòi thu phí ngay. Đấy, nó rất là người ta rất là ái ngại. Rồi, đến là cái bước số 10. Bước số 10. Đấy là chúng ta sẽ đưa ra giới hạn ưu đãi của cái sản phẩm và dịch vụ mà chúng ta đang làm. Rồi, bước số 11 là chúng ta cần phải xác định các rủi ro của khách hàng và ta loại trừ các rủi ro cho khách hàng. Bởi vì mua hàng trực tuyến thì nó có rất nhiều các cái rủi ro. Thí dụ như là mua hàng không đúng ý, lời quảng cáo không đúng sự thật, sản phẩm và dịch vụ không tốt như mong đợi, không phù hợp với nhu cầu khách hàng, vân vân. Thế vậy thì họ sẽ băn khoăn, họ sẽ lo lắng nếu như mà họ mua mà họ không được đổi, không được trả, không được hỗ trợ, ví dụ như thế, đúng không? Thế thì lúc đấy thì chúng ta phải làm gì? Lúc đấy thì chúng ta phải liệt kê những cái rủi ro có thể gặp phải cho khách hàng. Và sau đó thì chúng ta sẽ loại bỏ những cái rủi ro đó. Thí dụ như là chúng tôi cam kết là không có phí ẩn, ok. Chúng tôi cam kết là không thu phí duy trì giao dịch thuê bao trong 1 năm đầu tiên. Đấy, thế thì bây giờ nó lao vào đi đã, nó lao vào rồi thì 1 năm tiếp theo nó nghiện rồi, nó không thể bỏ được thì lúc đấy mình mới thu phí. Đấy, giống như là các ngân hàng họ phát hành thẻ credit card ấy, đúng không ạ? Họ miễn phí 5 năm đầu tiên rồi họ rất là dễ để mình làm. Đấy, sau đó thì bắt đầu là cứ mỗi 1 năm họ thu mình 300, 500 cái phí duy trì cái thẻ đấy. Và các bạn tưởng tượng đi, hàng triệu cái thẻ đấy họ 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 phát hành thì họ sẽ thu được bao nhiêu tiền? Hàng tỷ đồng đúng không? 300 nghìn, 500 nghìn một cái thẻ, và tùy vào cái mệnh giá, tùy vào cái VIP đến đâu. Thế là chúng ta nhân với số lượng khách hàng lên. Đấy. Kiếm tiền cũng không tồi đâu, đúng không? Đấy. Nhưng mà lúc trước là mình phải thả con săn sắt bắt con Sophie, bởi vì mình biết là nó có cái tỷ lệ, mình biết là có cái tỷ lệ tái mua, biết là có cái tỷ lệ duy trì, biết là có cái tỷ lệ rời bỏ và tỷ lệ phát sinh giao dịch vân vân. Rồi nhá, bước này là phải loại trừ rủi ro để họ yên tâm mua hàng, họ yên tâm dùng thử. Đấy, thường ví dụ như là các web họ hay làm là gì, dùng thử full option, dùng thử full cái tính năng đúng không, tất cả những cái lựa chọn tính năng đều cho phép dùng hết nhưng không mất phí trong 1 tháng hay trong 2 tháng, trong 3 tháng tùy. Sau đó thì bắt đầu mới giới hạn lại 3 tháng không không ấy nữa, thì bắt đầu mới đòi là phải trả phí. Đấy, hoặc là nó thu phí thuê bao. Đấy. Hoặc là chúng ta sẽ gửi thông báo. Ok. Rồi, bước số 12 đó là chúng ta sẽ so sánh trước và sau, before after. Before là trước, after là sau. Trước khi sử dụng thì tôi phải cài đến cả 10 cái app trên điện thoại về thanh toán. Và tôi điên cả đầu lên, đúng không ạ? Tôi phải nhớ mật khẩu, rồi tôi phải lo mất tài khoản bảo mật, nhưng bây giờ tôi chỉ cần dùng một app thôi và mọi thứ đều rất là thuận lợi, rất là đơn giản, rất là nhẹ nhàng. Tôi có nhiều giá trị, tôi được nhiều lợi ích, tôi có nhiều voucher, tôi đi khách sạn, nhà hàng tôi được giảm giá, tôi đến sân bay tôi được đón tiếp, tôi đến quán cà phê tôi được giảm giá, tôi đến những cái chỗ VIP tôi được ưu đãi, bởi vì tôi là khách hàng của Mobifone. Tôi lấy thí dụ như vậy. Hoặc là tôi đóng học phí cho học sinh con cái tôi thì tôi lại được cashback, giảm được, gọi là được được hoàn tiền, vân vân, đúng không? Rất nhiều các lợi ích như vậy thì nó nằm trong cái phần chính sách về sản phẩm, về giá bán và chương trình khuyến mại rồi.
Thế thì trước là như thế, nhưng sau thì bây giờ tôi thấy là vô cùng đơn giản, vô cùng thuận tiện, và mọi thứ tôi có, thậm chí là những thứ tôi chưa từng nghĩ đến tôi cũng có. Thì rõ ràng là so sánh trước và sau khi sử dụng thì tôi sẽ thấy rằng để kích thích khách hàng mua hàng hơn, và họ nhận ra là cái lợi ích của họ là gì, và cố gắng là so sánh bằng cách là đưa ra những cái định lượng, chỉ số định lượng để cho người ta thuyết phục, độ tăng tin cậy hơn. Rồi, bước số 13 đấy là chúng ta sẽ đóng gói combo sản phẩm và dịch vụ. Tức là mua 2 sản phẩm, mua 3 sản phẩm, mua 4 sản phẩm thì sẽ được giảm giá, được tặng quà. Đấy, trong trường hợp mà chúng ta bán các sản phẩm và dịch vụ theo chính sách combo, đúng không ạ? Để làm gì? Để chúng ta tăng được giá trị hàng hóa, chúng ta bán được nhiều đơn hơn, có giá trị hàng hóa cao hơn và lợi nhuận cao hơn. Đấy, nếu như chúng ta có gói combo như này thì chúng ta phải 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 thiết kế luôn. Đấy, đến cái bước này chúng ta phải thiết kế từng bước, là chúng ta đã phải có trong đầu rồi, ngồi viết ra, được chưa? Đấy, bước số 14 là chúng ta cũng có thể là sử dụng những cái người nổi tiếng để nói về sản phẩm và dịch vụ, để tăng cái sự thu hút. Đấy, tiếng Anh nó gọi là testimonial. Đó. Là sử dụng những người nổi tiếng, những người mà đã trải nghiệm nói về nó. Có thể là sử dụng một cái ngôi sao hạng A, có thể là sử dụng một người ảnh hưởng trên mạng xã hội để nói về trước, trong và sau. Nhưng mà với một cái TVC nó phải có sáng tạo, phải gia tăng cái trải nghiệm. Khi mà người ta vào landing page, khi người ta vào YouTube, vào Facebook người ta thấy thì người ta sẽ có độ tin cậy cao hơn. Đó. Thì cái bước này thì mình sẽ phải chọn mặt gửi vàng, rồi tính toán dùng ai, rồi content như nào, rồi kịch bản ra sao, đúng không? Trong mỗi bước là đều là những content nhỏ. Đấy, rồi thì sau đó là đến bước số 15 là mức giá đặc biệt. Ok, bây giờ nếu bạn cài ngày hôm nay bạn không mất tiền trong cả năm, bạn cài ngày hôm nay thì bạn nhận được 1 triệu tôi tặng cho bạn tiêu trước. Đấy, ví dụ như thế, đúng không? Hay là bạn cài nên tôi tặng bạn một con sim đẹp. Vì là cái đấy là cái chương trình khuyến mại, bây giờ không không bán được thì phải tặng một con sim đẹp, thế là vừa bán được sim lại vừa 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 thêm được một cái user cài cái con mobile money, tôi lấy thí dụ, đúng không? Và cuối cùng đấy là cái bước kêu gọi hành động, đằng nào thì cũng phải cài. Bạn là một người rất là công nghệ, bạn là người hiện hiện đại, bạn là người tiên phong, đúng không? Bạn xài MacBook như thầy Phan Anh, bạn xài iPhone 13, bạn xá Apple Watch, bạn là một người rất tiên phong, rất bản lĩnh. Nếu mà bạn không dùng cái app này thì bạn chưa tiên phong đâu, bạn bạn còn còn thiếu những cái trải nghiệm rất là tuyệt vời. Hãy cài ngay, hãy sử dụng ngay, hãy trải nghiệm ngay. Đấy, và hãy cho tôi biết ý kiến của bạn, đúng không? Tuyệt vời đó, để thúc đẩy cái việc là người ta ra quyết định nhanh, ra quyết định dứt khoát để người ta cài đặt, người ta mua sản phẩm, mua dịch vụ. Đó. Thì đây là 16 bước. À, tôi hướng dẫn cho các anh chị và các bạn cái cách để các anh chị có thể viết được nội dung quảng cáo, viết được nội dung bán hàng, viết được nội dung để đăng trên Facebook, đăng trên website, đăng trên những cái nền tảng khác. Và trong từng bước thì chúng ta sẽ phải viết ra, liệt kê ra. Đấy, và kết hợp với khuyến mại, kết hợp với hình ảnh, kết hợp với con người, kết hợp với ngân sách. Và ban đầu thì chúng ta sẽ làm theo cái các bước như thế này. Nhưng mà sau này chúng ta siêu rồi thì chúng ta có thể không cần nhiều bước như vậy, hoặc là chúng ta giảm bớt số bước và bỏ qua một số bước. Đấy, bởi vì nếu mà chúng ta làm đủ 16 bước thì nó tương đối là kỹ, nó tương đối là dài. Đấy, và có thể khách hàng, theo quan điểm của các bạn là khách hàng không đủ kiên nhẫn để đọc, thì chúng ta sẽ phải làm cho nó hợp lý nhá. Nhưng đây là các cái bước quan trọng, và theo cái tâm lý học hành vi thì khi người ta đọc từ vấn đề chạm vào nỗi đau của người ta, từ vấn đề của người ta đưa ra giải pháp, đưa ra giá trị, đưa ra lợi ích, đưa ra những cái ưu điểm đặc điểm, xong đó là lợi ích của họ, họ sẽ tiết kiệm được bao nhiêu tiền, họ kiếm được bao nhiêu tiền, họ có sức khỏe gì, họ cảm thấy đạt được những cái điều gì, vân vân, họ lại nhận được rất nhiều quà tặng, đúng không ạ? Họ lại thấy rằng là họ đã được ưu ái, được giá rẻ, được trân trọng, đúng không ạ? Sau đó thì họ lại rơi vào cái trường hợp là họ có thể nhận được ưu đãi và họ không có rủi ro gì. Đấy, các rủi ro thấy là giống như bị lừa, giống như là đang đang mồi chài thì không phải. Đấy, người ta rất là yên tâm, người ta cài, người ta sử dụng, người ta đăng ký. Đó. Thế rồi mình cũng sẽ đến cái phần mà mình so sánh trước sau để tăng độ thuyết thuyết phục, thuyết minh.
mình dùng người nổi tiếng để nói về trải nghiệm khách hàng, để tăng độ tin cậy, tăng độ thuyết minh và tăng cái mức độ mà giống như là người ta sẽ có xu hướng làm theo người khác. À, sau đó là chúng ta cũng sẽ gợi ý cho họ những cái combo để mua thêm, mua một giá này, mua hai giá khác, mua ba giá khác nữa, đúng không ạ? Trở thành khách hàng trung thành thì có những nhiều ưu đãi hơn. Và cuối cùng là chúng ta sẽ chốt giá bán hàng và kêu gọi hành động. Và chúng ta viết như vậy, tôi khẳng định là tính logic của bài viết rất cao và nội tính thuyết phục rất là cao. Và các bạn cứ ngồi viết ra cho tôi 16 cái bước như thế, và trong từng bước các bạn gạch gạch gạch, sau đó là các bạn mix lại, các bạn tổng hợp lại, các bạn dùng cái ngôn từ các bạn chỉnh sửa lại, kêu gọi thật mạnh mẽ, sử dụng những cái hành động mạnh mẽ, những cái tính từ mạnh mẽ và những cái động từ mạnh mẽ. Đấy. Nha, thì các bạn sẽ viết được cái nội dung nó sẽ hay. Rồi, thì tạm thời cái video bài học này ta sẽ nói về cái quy trình 16 bước viết nội dung cho bán hàng, viết nội dung cho quảng cáo, viết nội dung cho Facebook, website, ok. Đấy. Thì hy vọng là các bạn có thể thực hành, thực hiện được. Và các bạn cứ tự tin lên. Viết sai thì không ai chấm điểm giống như là ngày xưa đi học văn đâu. Viết sai thì chẳng qua là nó không hay, người ta chưa đọc. Thì rồi vài lần, trăm hay không bằng tay quen. Chúng ta sẽ viết tốt và chúng ta có thể viết mọi chủ đề mà chúng ta mong muốn, xếp giao. Chúng ta có thể nảy ra rất nhiều các ý tưởng. Và cuối cùng là các bạn sẽ thành công, đúng không? Các bạn sẽ không những là bán hàng giỏi mà các bạn trở thành content creator, những người sáng tạo nội dung tốt nhờ những cái cách hướng dẫn của thầy Phan Anh. Và khi các bạn đã siêu rồi thì 16 bước hay 20 bước các bạn không còn quan trọng nữa, đúng không ạ? Bởi vì các bạn gãi đúng chỗ ngứa của khách hàng, các bạn bắn trúng tim đen của khách hàng là chúng ta ok thôi. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong video bài học tiếp theo. Xin cảm ơn.